Ngày 18 tháng 11, công an tỉnh tổ chức lễ khai giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ công an xã bán chuyên trách tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Đồng chí đại tá Nguyễn Đình Hoàn, phó giám đốc công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ. Trong 13 ngày từ 18 tháng 11 đến 30 tháng 11, 120 học viên là công an xã bán chuyên trách tại các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ được các báo cáo viên của Sở Tư pháp và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh truyền đạt một số chuyên đề như công tác điều tra cơ bản nắm tình hình về an ninh trật tự ở xã thị trấn công tác phân loại điều tra giải quyết một số vụ vi phạm pháp luật thường xảy ra công tác bảo vệ hiện trường một số vấn đề cơ bản về luật bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh bắc ninh luật thi hành án hình sự công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tình hình và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy vấn đề an ninh nông thôn công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bên cạnh đó học viên lớp tập huấn cũng được giải đáp thắc mắc và trao đổi các tình huống thực tiễn thường xảy ra tại địa bàn Lớp huấn luyện nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật nghiệp vụ cho lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn cơ sở, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy công an các cấp. Phát biểu khai giảng lớp huấn luyện, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên trong quá trình học tập chấp hành nghiêm nội quy, quy chế học tập, điều lệnh công an nhân dân, tham gia học tập đầy đủ với tinh thần thái độ nghiêm túc, tự giác nhằm đạt kết quả cao nhất và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.